Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Lời thề của Cộng sản. Bài viết do Jay Biên, Nguyễn Hữu Vinh biên soạn và Quang Trương trình bày. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng, hoặc là ở tại Trung ương, hoặc ở cơ sở nào đó, các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam lại phát động các phong trào nghe hết sức là hài hước. Mục đích của những cái gọi là phong trào đó hoặc là để tiêu bớt mớ tiền dân mà đảng mặc sức bày trò để mà sử dụng tiền dân theo cách vén tay đốt nhà táng, hoặc là để kiếm trác qua phong trào, hoặc là đơn giản là để có việc mà làm. Người ta có thể thấy thường xuyên mọi nơi mọi lúc các phong trào như vậy. Nào là về nguồn, nào là học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nào là ba không, ba dám, nào là uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Thôi thì đủ thứ từ ngữ và những màn múa may mà đám tuyên giáo, tuyên truyền có thể nghĩ ra để thi thố. Nhưng chung quy lại thì nó chẳng có gì mới. Nhìn lại thì đó chỉ là những bổn cũ soạn lại, những điều ấm ớ, những thứ mà chỉ nghe đã thấy bốc lên mùi ôi thiêu, tanh tưởi, những thứ mà chỉ nghe qua, người dân đã có thể đọc vanh vách nội dung, hình thức, mục đích của nó là gì và được tổ chức bởi ai. Tuy nhiên Đảng Cộng sản thì vẫn cứ bày ra để nhai đi nhai lại, bởi không nhai lại thì hàng đàn hàng lũ những cán bộ của đảng được sinh ra nuôi bằng tiền dân cũng ban cũng bệ phòng tổ nhóm tương đương, nhưng quyền lực và tiêu tiền nhiều hơn cả bộ máy công quyền thì biết làm gì cho hết ngày hết tháng mà lãnh lương, lấy đâu cơ hội mà kiếm trác thêm. Nhìn qua hình thức và nội dung của những cái gọi là phong trào mà người phát động suốt những năm qua, người ta thấy được nhiều điều. Nhưng điều cơ bản nhất đó là sự thiếu vắng trí tuệ, thiếu sự trung thực, thiếu thực tế và nhất là thiếu sự thật trong các hoạt động của các phong trào này. Mới đây, tỉnh ủy của Bình Thuận lại mở cái gọi là đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề giữ trọn lời thề đảng viên từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 19 tháng 5. Được phát động này do Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Bình Thuận chủ trương và phát động. Theo cơ quan này cho biết thì, nhằm để kỳ vọng giúp cán bộ đảng viên tự rà soát, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ đảng. Quả là một sự kiện gây chú ý. Chú ý không bởi có gì mới, có gì hay, có gì trí tuệ hoặc là khác trước, mà chỉ là gây nên một sự ngạc nhiên rằng đảng ở đây cũng biết được điều mà dân biết rất rõ. Và những lời thề cá trê chui ống của người Cộng sản đã đến mức mà ngay cả đảng còn phải muối mặt nhắc lại cho các đảng viên. Nghe qua cái tên của đợt sinh hoạt giữ trọn lời thề đảng viên, người ta đặt ra nhiều câu hỏi. Trước hết, người Cộng sản có hiểu được ý nghĩa của lời thề là gì hay là không? Trong ngôn ngữ của người Việt, lời thề hay là lời tuyên thệ, lời cam đoan sẽ làm đúng như mình đã cam kết trước nhiều người. Khi mà gia nhập một đoàn thể hay là nhận một chức vụ nào đó, thì đó là một lời hứa về những điều sẽ xảy ra, những tình huống sẽ gặp phải và ý chí của mỗi người trong tương lai. Và đó là một lời trói buộc chắc chắn về hành vi, cách xử sự của người đó trong tương lai. Và điều này được nhiều người chứng kiến, có thể kiểm tra tính trung thực và được thực hiện trên thực tế. Truyền thống xưa nay ở đất nước ta, lời thề, sự cam kết xuất phát từ nội tâm, và được xem là một điều thiêng liêng không thể lay chuyển, không thể thay đổi và càng không thể phản bội. Lời thề hay là lời tuyên thệ là lời nói hoặc là hứa một cách chắc chắn bằng cách lấy cái thiêng liêng, quý báu như là danh dự, niềm tin, tính mạng hay là những điều mình tin tưởng là có sức mạnh, có khả năng giám sát và trừng phạt để làm chứng, làm điều bảo đảm cho lời nói ấy. Như vậy, lời thề hay là lời tuyên thệ có ý nghĩa như là một sự bảo đảm với người khác về tính trung thực của những gì đã nói và những lời này sẽ được thực hiện. Nó là một sự bảo đảm vững chắc về nhân cách đạo đức của một con người, tỏ rõ sự quyết tâm, sự kiên định với sự lựa chọn nào đó. Thế cho nên lời thề, lời tuyên thệ của con người có ý nghĩa và được coi là hết sức quan trọng. Với ý nghĩa như vậy, cho nên mỗi khi nói ra lời thề, lời tuyên thệ, tuyên hứa thì người ta hết sức cẩn thận, cân nhắc và thường chỉ chắc chắn rằng nó sẽ không hề thay đổi thì người ta mới thề. Trong lịch sử của dân tộc, hội thề Lũng Nhai vào năm 1416 do Lê Lợi khởi xướng
và những người con đất Việt thề sống chết cùng nhau vì giang sơn xã tắc. Tuy nhiên, những ý nghĩa và hành xử thể hiện sự gìn giữ chữ tín của lời thề, lời tuyên thệ như đã nói ở trên, chỉ có ý nghĩa và tác dụng đối với những người có nhân cách, có lòng tự trọng, có nghĩa khí và nhất là được giáo dục với những giá trị nhân bản nhất. Và đặc biệt, đó là lời thề, lời hứa, lời tuyên thệ đó được thực hiện với những tổ chức mang tính chính nghĩa và nhất là với những động cơ, mục đích trong sáng. Trở lại lời thề của những đảng viên Cộng sản, người ta thấy gì? Có thể nói rằng, dù đã được thay đổi, trau chuốt nhiều lần, thì những mẫu lời thề của đảng viên khi mà kết nạp đảng Cộng sản ngày nay vẫn là những điều mà nếu đọc lại người ta thấy rằng nếu những đảng viên giơ tay thề thốt kia mà tin vào lời thề của mình thì chắc chắn rằng họ chẳng bao giờ vào đảng. Điều này có thể khẳng định bởi nếu đảng viên mà có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác thì lấy ai ra để tham nhũng, ăn cướp của công? Bởi không phải 100% đảng viên đều có thể tham nhũng, nhưng chắc chắn là đã tham nhũng thì 100% là đảng viên của đảng Cộng sản. Bởi nếu đảng viên mà liên hệ chặt chẽ với lại nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thì làm sao mà ông chủ dân là trở thành nô lệ cho đám đầy tớ như là hiện nay? Và như vậy thì tiền của tài sản của dân sao nhanh chóng trôi vào tay các cán bộ đảng viên? Thế cho nên chỉ cần nghe đã đủ thấy đó là những lời thề bán trời không văn tự như là ông cha ta thường nói. Bởi trước hết cần phải hiểu bản chất của cái tổ chức này. Nó được sinh ra bởi một đám đi theo chủ nghĩa cộng sản quốc tế, được lập ra ở tại nước ngoài, tôn thờ thứ lý thuyết bạo lực và dối trá, tôn thờ vật chất, loại bỏ quyền tư hữu khỏi đời sống xã hội, loại bỏ đời sống tâm linh, thần thánh ra khỏi vũ trụ. Nhưng trên thực tế thì chúng đã là một đám tư bản đỏ, chỉ biết vun vén cá nhân và vinh thân vì gia, phỉ nhổ vào cái lý thuyết của nó. Thế nhưng cái miệng chúng vẫn cứ rêu rao về chủ nghĩa xã hội và cộng sản, và nó cứ nói một đằng là một nẻo, lì lợm, leo lẻo, bất chấp đến mức tởm lợm. Và khi nó đã không chính danh, không chính đạo, thì hẳn nhiên là những kẻ cố tình chui vào đó thì lại cứ ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cứ lần theo bước đoạn trường mà đi. Bởi vì lời thề chỉ có giá trị với và từ những người được sự giáo dục một cách nhân bản, có nét văn hóa văn minh của loài người mà thôi. Còn lại, những lời thề hứa mà ngay chính người thề, người tuyên thề cũng chẳng tin, thì đó là một sự lừa đảo không hơn không kém. Vì vậy, chỉ riêng việc các đảng viên phải hò hét nhau đọc lại lời thề khi mà đứng dưới cờ vào đảng cũng đủ để nói lên bản chất của không chỉ lời thề, mà là tổ chức đảng đó là gì mà không cần phải giải thích. Thế cho nên, nếu chỉ nhắc lại lời thề thì vẫn chưa đủ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Lời thề của Cộng sản. Bài viết do Jamie Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.